Bí ẩn mà bạn chưa biết các hiện tượng lạ trong lịch sử phong kiến Việt Nam phần cuối. Chỉ năm 1618, nước ta chứng kiến hàng loạt các hiện tượng thiên văn kỳ lạ, trong đó nổi bật nhất là ba ghi chép trích dẫn từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Năm 1618, tháng 4, ngày 24, giờ Dần có sao chổi mọc ở phương Tây Nam, hình như tấm lụa đỏ đuôi hồng. Trong thôn làng gần kinh thành ghi nhận gần cả trăm con chuột tự trồi lên mặt đất và nhảy xuống sông. Giờ Dần lại có sao chạy thẳng về phương Tây hình như tấm lụa đuôi kín. Mỗi nơi sao đi qua đều để lại các vết lửa đỏ, mùi mỡ động vật. Đặc biệt vào tháng 9, bấy giờ có khí trắng hình như cái bùa đứng thẳng phát sáng. Mỗi đêm canh năm thường hiện ra ở phương Đông Nam, gần như cuối tháng 10 mới mất. Các triều thần khác cũng dâng tờ tâu, năm nay mỗi đêm canh năm sao tai hiện ra ở phương Đông Nam, với nhiều hình dạng như mây trắng, lụa trắng, đầu thoi nhọn như mũi giáo, đuôi nhỏ, trông thấy dễ sợ.